không, chứ nó nắng về nấy không. Không áo giặt tay rồi cho nó đỡ ngứa. Một cái em về đi. Ở giận quá nó lên rồi. Ê, đó mà mình làm này nó đôi chai, nó ra một bí. Không, nó phải không? Rồi hình như đà gà nó đẻ bên kia lông á. Mình làm xong rồi chú sẽ sang trường xem nó có đẻ chú lên nhé. Nhiều lắm ở bên này. Ngon nhiều quả hết mà. Nhiều mà. Tại nó bận rộn quá mình không có thời gian làm á. Cái này mình để cho nó già mới hái đâu nhỉ. Để nữa. Vâng, để nó hơi đất bán đầy. Ừ. Đồng ý chân đất luôn à? Ừ. Ơi. Ừ, quá mưa nhỉ. Trời mưa suốt nhỉ. Đêm nào cũng mưa. Hôm nay mưa cả ban ngày. Mưa to đấy nhỉ. Ôi, rồi có mấy quả này. Đâu gọi xem nào. Đây này. Đẹp thế. Đấy, để nguyên đấy. Ủa ôi, to nhiều. Kìa đấy kìa. Ừ, bao quả liền nhau này. Chỗ này nó tốt này, nó có chỗ bò. Này, nó hoa hoa đẹp nhỉ. Ừ. 1, 2, 3 quả liền nhau chồng ạ. Một dây luôn ấy. Ủa ơi, 2 dây. Trong kia còn có một quả nữa. Nhiều quả mà. Nhiều quả, khu này đất tốt này. Cái cuối này. Không, 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 không lấy đâu. Vướng lắm, vướng lắm. Vướng lắm. Ừ. Ngon này. Rồi. Ừ. Bè tí về mua quả. Em xuống đây xem quả dưa hấu nào. Ô, nhà này. Trồng nó ra mình chết hết rồi. Quả bí mình lắm. Đâu, đâu, đâu. Để em xem nó được nở được mấy con ở đấy. Ừ, thấy một đàn gà con nhỉ. Sao nó không nở ở nhà nhỉ? Chắc nó xuống đây lẻ thì bao giờ. Củ cải về. Củ cải. Củ cải nhá, đừng trêu gà nhá, gà bé nhá. Củ cải về đi. Đi về đi, hai vợ chồng. Vợ dồn nó về nhà đi. Mới dạo cho nó ăn không còn đói. Đi về. Về đi. Hai bác con mẹ ơi chồng ơi. Chắc nó đuổi về thôi. Bắt nó khó lắm. Ừ. Cho mẹ về đi nhá. Ừ. Nó về đi. Ừ. Ừ. Nó về chưa? Em bắt con nó vào đây để mẹ nó về theo. Ừ. Không nó không về ấy. À, yếu yếu. Đây đây đây. Yêu nào, rồi dưới đây nào. Về chuồng thôi. Chín con. Chồng ơi, chín con. Gà đen yêu lắm. Về thôi. Mẹ không biết về à. Ở đây chờ chị nhá. Ăn đi. Không về nữa à? Ăn được quá. Nó để gọn không? À.
xong rồi nhờ. Khổ tí nữa, chị Cải ơi. Vừa nãy mưa bây giờ hưởng hưởng nắng rồi. Nắng nó có nó chết. Ở đây có quả bí này. Vâng. Đây. Cắt lá vào cho nó đỡ hỏng. Ôi giời ơi, nắng cho quả chết bớt. Nắng quá, về thôi. Đây có cỏ rồi. Ôi nắng rồi. Lần này sắp sắp bán rồi vợ. Bán rồi, to rồi. Để mua lại con đợt đỏ này thôi, con su su này thôi. Nhà mình mua lại, mua đàn bé về nuôi tiếp. Chồng đi thắp thế ở ngoài cổng cho nó sạch sẽ nha. Vâng, nó đỡ muối. Thank you.
gan bốn xung quanh vườn. Cái này vãi nó lại lên nhỉ. Ờ, hôm nay nó kêu ở bên bãi bãi sắn nhỉ, bãi ngô nhỉ. Thì xuống ngó xem nào. Quán qua gà kêu chỗ nào khu này. Quát đi. Trứng gà đẻ đây à. Ui, ui mưa vẫn còn ướt đây. Ui đây nữa. Ui nhiều thế. Vợ ơi. Vợ ơi. Mang mang cái ấy ra đây, đây trứng cái giỏ đây cái. Ở đâu anh ơi? Ờ đây đây đây. Chỗ này nhá. Đây này. Thấy gì chưa? Vâng. Nó đẻ lung tung như này nhiều lắm. Thế em tí. Ờ ơi. Em đây rồi. Đây 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 đây. Ui nó đẻ lung tung như này nhiều lắm. Nghe lung tinh ở đây. Đây quá. Đây. Ui chỗ này này. Đây rồi. Một cái nó chặt trứng nào. Đây đây đây. Ui nó đẻ linh tinh nhiều thế nhỉ. Trứng vẫn ướt này. Qua mưa ấy. Mưa quá. Mưa ướt, vẫn ướt này. Xem dưới đây còn không. Một cái ơi. Đi tìm trứng nào. Ô đây nữa này vợ ơi. Đâu xem còn nhiều. Đây hai quả. Đây vợ ơi. Ôi. Đây nữa này. Nhiều thế nhỉ. Đẻ nhiều thật đấy. Thằng nào không thấy đẻ ở nhà. Toàn thấy kêu ở dưới này nhỉ. Tìm tiếp xem nào. Đây vợ ơi. Đây có một quả. Kia quả nữa kìa. Ủa. Không còn không? Hết rồi, hình như không thấy quả này có. Tìm nữa. Ôi đây quả nữa này. Ôi. Đẻ đi. Này. Xem ở đây bạn ấy còn không? Em đang kiếm. Tìm trong ngoài này có không? Xem dưới đây còn không vợ ơi. Củ cái em kiếm được quả nào không? Dưới này không thấy. Không có à, hết rồi đi về thôi nhờ. Chắc nó đẻ chung một chỗ rồi. Anh ơi. Ơi. Về xem ở nhà nó có đẻ thêm không? Ừ. Chắc hết rồi đấy. Bây giờ mấy con gà này xuống tận bãi dưới này chơi này. Nó đẻ mỗi một con. Phải về thôi. Khu đấy đâu. Kiểm tra xem trong này nó còn quả nào không. Về thôi. Nhiều phết nhỉ. Ôi dồi. Vẫn còn nước mưa vẫn còn ướt ướt. Ôi gà này. Ồ này là ồ. Chắc nó đẻ hết rồi kia rồi. Xem bụi mấy hả? Trong này có mấy quả này? Đó. Chắc sợ nó vừa đẻ. Ở đây có quả này. Đây, có đây. Đấy, ủa đây nữa này. Ôi giời, đây có một quả. Đâu đâu, qua đây. Ồ, đẻ linh tinh thế nhỉ? Đây có một quả nữa. Hả? Còn hai quả nữa. Ôi, hết rồi đây luôn một rổ trứng nhỉ? Còn không? Trứng còn. Xem còn rồi. Hết rồi. Cầm về đi. Chồng xem lấy nước cho nó uống nhỉ. Lấy nước ở đây này. Lấy nước rồi. Cầm nước cho gà đây. Lấy cả đồ ăn. Lấy cả cám luôn. Ngô như nó. Ừ. Vợ về nấu cơm nhé. Chồng cho gà cho lợn ăn nhé. Vâng. Gà. Cho gà thôi. Ơi. Ừ. Cho uống nước rồi cho ăn luôn.
chồng đi tắm đi nhá. Tự tắm thay quần áo luôn nhá. Tắm cái mát cốp ạ. Vâng. Xong tắm sau nhá. Đâu gì xong cho chồng lên cho. Cơm xong rồi à? Canh nhỉ. Đi cơm đi nhá. Cơm canh đi trước nhá. Trứng thơm đấy. Cơm anh. Cho mấy bát lên nhé. Wow. Ngon đấy. Rồi. Nước tắm cả ớt nữa. Trứng nào? Đấy, lấy củ cải miếng nhỉ? Ngon lắm. Ngon không? Ấy ơ, sao bỏ ra đấy? Ngoài ăn thế, nóng mát thì không ăn. Chắc nó hơi nóng ấy, đợi tí nó ăn. Vợ ăn cơm đi vợ ơi. Ăn đi vợ ơi. Cảm ơn thế, anh chị. Trắng tương ớt này ngon này. Tương ớt ngon đấy. Tấm tương ớt này ngon này vợ. Ngon thế. Trứng gà ta ngon thật. Ừ. Trứng gà nhà mình đẻ ngon nhỉ. Cà nhà mình ngon này. Ăn đi vợ ơi. Ăn nhiều nhé. Ngon. Cơm ngon ăn nhanh đấy. Khỏe nhá, cơm còn nhiều nhá. Gà cháy bao nhiêu? Xong rồi nhỉ. Vợ dọn dẹp đi nhá. Cơm no quá, ngon quá. Con á? Vâng, những con ơi. Vậy anh ấy bảo lấy một con có bán không? Bán hết cả thì lấy một con trước để cứ bắt dần thôi. Ừ. Thế thì lấy con trước mai kia đến bắt tiếp được. Mai bắt dần. Ừ. Không, bây giờ lấy cái giá lợn là bao nhiêu tiền cân chú? Em bắt theo lá làng là 65.000 cân. 65.000. Không hơn được à?
Đấy, chú xem con nào ưng thì bắt con đấy trước cũng được. Các em bắt con này trước thì ok, thế nên uống nước xong rồi bắt chưa? Dạ. Bán hết thì nếu mà ấy thì bán cả đàn thì mua cả đàn nhưng mà vẫn nó bắt hết cả đàn mà à. Ý là không có chuồng nhốt đi à. Mình cứ bắt từng con một vâng. Cứ còn là to bắt trước thôi vâng. Mai thứ sáu mình muốn to tí vâng. À. Ôi, cũng bắt muộn em quay xe đi. Đây, mấy con sàn sàn nhau mà sàn nhau bắt con nào được con nào sàn nhất bắt vào luôn nhỉ. Con này đầy nồng luôn, căng nồng luôn, 80 cân ạ. Cho hẳn ra ngoài xuống lên nhé. Đây cái cân trong nhà đây. Ở cân nó bận chưa được may chưa giả. Đặt ra ngoài này. Thử quay. Nặng thế này. Giữ cân lên. Ui ô, không được 80 đâu. Cái lồng 7 cân rồi đúng không? 1 cân, 84 cân cả lồng. 84 cả lồng. Nào. 6 cân. Để nhá. Và bây giờ là ông này sang qua đây. Đúng rồi. Ok. Quá đẹp. Thôi đồng chí này đi trước nha. Đồng đội mấy anh đồng đội của bạn đi sau nhá. Lại bắt đàn mới anh ạ. Không có ăn áp quá, không nhà nghèo không có gì nuôi. Tính lên đây con này xem là nhân lên bao nhiêu tiền nhỉ? 84 x 7. Cả lồng chưa đến 7 thì còn 77 cân. 77 à? 7 mà nhân với 65 5, 5 triệu 005 nghìn. À đây à. 5 triệu 005 nghìn là 5 triệu à, cho anh 1 triệu trước nhá. Rồi. Còn lại 4 triệu 005 nghìn thì rồi, mai rồi. Em được. Vâng ạ. Thế mai thanh toán nốt cho vâng. Đi buôn lợn mới ấy. Nhá. Mai bác ấy anh đi giả nốt. Bước đi em ơi. Vâng. Có gì em xin phép em về đây. Okay. Nhá. Chị nhá. Vâng, vâng, anh về nhá. Chưa mai em vào anh gửi tiền. Vâng. Đi cẩn thận nhá. Vâng, vâng. Rồi, khó đi tí. Em về đây. Vâng, về nhá. Đi từ từ thôi.
con được 5 triệu. Còn mấy con 4 con nữa. 4 5 con nữa cả con vàng nhỉ. Con vàng để nuôi thôi nhỉ. 4 con lấy 20 triệu nữa được 25 triệu. Wow. Mai mình sẽ đi mua quạt, mua gì được nhỉ? Mua quạt nồi cơm điện nhỉ. Bếp ga nhá. Ừ. Mua một đàn con về nuôi tiếp. Đúng rồi. Không để tiền ngô mua lại con về nuôi tiếp. Thích quá. Vợ đi tắm rửa đi. Vâng, đi tắm đây.